À Khôi Hồ Yến Nhi là ai? Cô gái xinh đẹp, sống kín tiếng, tích cực làm thiện nguyện. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2023, Hồ Yến Nhi đoạt danh hiệu Á Khôi 2 tại cuộc thi Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2022. Người đẹp Trần Thị Duyên đã giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi này. Trong khi đó, danh hiệu Á Khôi 1 dành cho người đẹp Phạm Thị Mai. Tại cuộc thi nhan sắc này, Hồ Yến Nhi được đánh giá là thí sinh toàn diện ngay từ những vòng đầu tiên và việc cô đạt Á Khôi 2 là điều hoàn toàn thuyết phục. Sau khi đạt danh hiệu cao tại Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2022, người đẹp sinh năm 2004 bày tỏ bản thân rất bất ngờ và xúc động. Hồ Yến Nhi, sinh năm 2004 tại Hà Nội, cô là người đẹp nổi bật từ khi bước chân vào cuộc thi Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2022 từ khi bước chân vào. Yến Nhi gây ấn tượng với nhan sắc cuốn hút, tài năng và tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ. Hồ Yến Nhi hiện là sinh viên tại Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội. Yến Nhi được nhận xét là sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng thon gọn. Trên trang cá nhân, cô nàng đăng tải những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất như một cách lưu lại thanh xuân đáng nhớ. Mặc dù đã đạt giải Á Khôi 2 trong cuộc thi Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2022, Hồ Yến Nhi khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Cô có kinh nghiệm làm việc ở nhiều lĩnh vực như người mẫu và diễn viên. Thay vì tham gia tích cực vào các sự kiện giải trí, Hồ Yến Nhi tập trung thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Trên trang cá nhân của mình, cô thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh về cuộc sống hàng ngày. Hồ Yến Nhi tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tinh thần của một người trẻ có trách nhiệm với xã hội. Dù chỉ mới 19 tuổi nhưng Hồ Yến Nhi cho thấy sức trẻ và sự cống hiến của mình đi đôi với nhan sắc rực rỡ tuổi đôi mươi. Trong chuyến thiện nguyện hồi tháng 2 năm 2023, người đẹp gốc Hà Thành trải lòng, tôi mang trong mình một trái tim yêu thương, lan tỏa và chạm đến những trái tim yêu thương khác. Tôi cảm thấy biết ơn, trân trọng những mối lương duyên tuyệt đẹp ở trong cuộc sống này. Á Khôi 2 Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2022 quan niệm, tôi tin, chỉ cần mình dịu dàng với cả thế giới thì thế giới sẽ tặng lại cho bạn những điều tốt đẹp. Đôi khi nó không đến ngay, nhưng nhất định nó sẽ đến, vì mình tin.